quý vị, sau hơn 2 tuần chính thức phát động cuộc thi Luật gia tương lai, một cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến dành cho học sinh trung học phổ thông, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hàng ngàn em học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các em tìm hiểu những kiến thức liên quan đến pháp luật, từng bước nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật trong cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Những câu hỏi, những tình huống gia đình liên quan đến pháp luật tưởng chừng như đơn điệu khô khan. Thế nhưng với em Nguyễn Phương Trinh, học sinh lớp 11A3, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, lần đầu tiên được tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trực tuyến dành cho học sinh trung học phổ thông lại khiến cho em một cảm giác thích thú. Dạ, nó phù hợp với lứa tuổi, với lại là có nhiều câu hỏi là nó cũng ứng dụng trong thực tế. Mình phải suy nghĩ rồi làm cho nó chọn cái câu đáp án phù hợp nhất đối với tình huống đó, đối với trường hợp mà câu hỏi được đề ra. Đến với cuộc thi, ngoài được tìm hiểu các kiến thức pháp luật được giảng dạy trong nhà trường liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của thanh niên, học sinh, các quyền dân sự cơ bản của công dân, người lao động chưa thành niên, các em còn được tìm hiểu các hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm pháp lý của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông trong lĩnh vực hình sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống buôn bán người, giao thông đường bộ để chủ động thực hiện tốt việc tuân thủ chấp hành pháp luật. Dựa trên điều lệ của ban tổ chức, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một tài khoản để tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến trên website của cuộc thi http://luatgiatuonglai.vn hoặc http://hocungthuokhoa.vn. Theo em thì cái cuộc thi này mang đến một cái kiến thức rất là bổ ích về pháp luật cho các bạn học sinh. Cũng như là qua cái cuộc thi này thì em cũng đã, từ trước thì em cũng đã tìm hiểu pháp luật. Nhưng mà chỉ là những kiến thức pháp luật cơ bản để dành cho học sinh. Và qua cuộc thi này em có thể biết nhiều hơn về pháp luật và cũng như từ đó là có thể tuyên truyền và tuyên truyền gia đình, bạn bè và mọi người cùng thực hiện pháp luật. Qua cuộc thi này thì em thấy rất có nhiều tác dụng để giúp em tìm hiểu thêm pháp luật, hiểu rõ hơn về các luật em cần biết để giúp mọi người, cũng như bản thân em, cũng như mọi người xung quanh hiểu biết thêm nhiều về pháp luật. Năm nay, Lâm Đồng là một trong 21 tỉnh, thành phố được Bộ Tư pháp chọn để tham gia. Sau hơn một tuần phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của gần 60 trường với gần 5.000 học sinh trung học phổ thông đăng ký tham gia. Dự kiến đến hết ngày 12 tháng 10 sẽ kết thúc đợt 1, đợt thi cấp trường. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp tổ chức cái cuộc thi này. Cuộc thi thì Bộ Tư pháp cũng cân nhắc rất kỹ nữa. Trong 63 tỉnh thành nhưng chỉ chọn có 21 tỉnh thành như trong thể lệ tôi đã nêu. Riêng khu vực Tây Nguyên thì Bộ rất chú trọng đối với tỉnh Lâm Đồng của chúng ta. Và về tên gọi của cuộc thi được lấy tên là Luật gia tương lai. Điều này ban tổ chức cuộc thi cũng như là toàn thể những người mà xây dựng lên cuộc thi này có một mong muốn các em học sinh được trang bị một kiến thức nhất định về mặt pháp luật. Nên về kiến thức chung thì các em có thể đáp ứng để làm được bài thi. Và đã gọi là luật gia tương lai thì đương nhiên có một mong muốn của ban tổ chức cuộc thi là sau này chính các em dù có thể không làm luật sư, không làm thẩm phán hoặc không làm những cái công việc liên quan trực tiếp đến các cơ quan tố tụng, các cơ quan thi hành pháp luật, nhưng mà cũng là một luật gia ở tại gia đình mình hoặc cho xã hội. Bằng việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, cuộc thi không chỉ bổ sung nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ việc dạy và học mà còn khuyến khích học sinh trung học phổ thông tìm hiểu, nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong độ tuổi vị thành niên, xây dựng một môi trường pháp lý lành mạnh cho các em khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.